Để xem có con vật gì không ta. Ở đây rất là nhiều hang cua luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, ui hang cua nhiều quá. Không biết có chú cua nào không ta. Ui cái thùng của chúng ta đây các bạn ơi. Đây chúng ta đi bắt cua đó các bạn. Không biết ở đây có chú cua nào không. Wow, có một chú cua này các bạn ơi. Ui, một chú cua nè. Wow, chúng ta sẽ bắt chú cua này nha các bạn. Ui wow, các bạn nhìn nè. Ui, một chú cua này các bạn ơi. Đây. Ui, một chú cua ghê không các bạn. Các bạn nhìn nè. Ui, chú cua này có hai cái càng dữ quá. Chúng ta sẽ đặt chú cua vào giỏ của chúng ta luôn. Wow, các bạn nhìn nè. Một chú cua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem còn con vật gì nữa không nha các bạn. Rồi, chúng ta đi xem có con cua hay là con cá gì nữa không các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nè. Ui, không biết ở đây có con vật gì không. Ui, một chú cá kìa các bạn ơi. Wow, chúng ta sẽ bắt chú cá này nha các bạn. Cái vợt của chúng ta đâu. À, đây cái vợt của chúng ta. Chúng ta sẽ dùng cái vợt này để bắt chú cá nha các bạn. Wow, bây giờ chúng ta sẽ ra bắt chú cá. Ui, chú cá ghê chưa. Ơi, chúng ta sẽ bắt chú cá này. Ui, các bạn nhìn này. Ui, chú cá bơi ghê quá. Chúng ta sẽ bắt chú cá nha các bạn. Wow, các bạn nhìn này. Đây, chúng ta bắt được một chú cá rồi các bạn ơi. Ui, cá nhảy này. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đặt chú cá vào giỏ của chúng ta luôn. Wow, được một chú cá rồi các bạn ơi. Không biết ở đây có chú cá nào nữa không nha các bạn. Để xem chúng ta có bắt được chú cá nào nữa không. Ui, các bạn nhìn nè. Wow, có một chú cá màu vàng kìa. Wow, chúng ta sẽ bắt chú cá này nha các bạn. Đây, các bạn nhìn nè. Đây, có một chú cá này. Ui, chú cá bơi kìa. Wow, các bạn nhìn nè. Đây, các bạn nhìn thấy chưa. Chúng ta sẽ bắt chú cá này. Làm sao chúng ta sẽ bắt đây. Ui, chú cá này nhanh quá. Wow, các bạn nhìn nè. Ê, chúng ta sẽ bắt chú cá này. Ê, các bạn nhìn đâu. Ê, các bạn nhìn nè. Wow, chúng ta bắt được một chú cá nữa rồi. Wow, các bạn nhìn nè. Wow, chú cá ghê không. Ê, chúng ta sẽ thả chú cá chúng ta vào giỏ của chúng ta luôn. Ê, được hai chú cá và một chú cua rồi các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nè, hai chú cá một chú cua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái giỏ của chúng ta ở đây. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục xem có bắt được con vật gì nữa không nha các bạn. Ui, cái giỏ trắng của chúng ta nè. Wow, để xem cái giỏ trắng. Ui, các bạn nhìn nè. Ui, nhiều con vật gì nè. Wow, bây giờ chúng ta sẽ bắt các con vật này nha. Để xem đây là con vật gì đây. Wow, chú khủng long này các bạn ơi. Wow, đây là chú khủng long này nè. Wow, đây là con vật gì đây. Wow, bây giờ chúng ta sẽ bắt các con vật này đi rửa nha các bạn. Ui, các con vật này dơ quá. Các bạn nhìn này. Ui, con vật này dính gì dơ quá. Để xem, chúng ta sẽ đặt vào đây. Rồi chúng ta sẽ đi làm sạch các con vật này nha các bạn. Wow, các bạn nhìn này. Ui, dơ quá các bạn ơi. Wow, hai con khủng long rồi các bạn ơi. Ui, đây là con vật gì đây. Wow, một chú bò này các bạn ơi. Chú bò này dính gì dơ quá các bạn ơi. Wow, bây giờ chúng ta sẽ bắt. Đây là chú hươu cao cổ này các bạn. Ui, chú hươu cao cổ, chúng ta sẽ đặt chú hươu cao cổ vào đây luôn. Wow, ui nhiều con vật quá các bạn ơi. Đi, đây là con vật gì nè. Wow, đây là chú khủng long này các bạn. Wow, một chú khủng long nè. Wow, đây là con vật gì đây. Wow, đây là một chú hổ. Chú hổ các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ đặt vào đây. Và đi làm sạch các con vật này nha các bạn. Các bạn nhìn nè, ui các con vật nhiều quá. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm sạch nha các bạn. Wow, bây giờ chúng ta sẽ xuống dòng nước chúng ta đây để làm sạch các con vật nha các bạn. Wow, các bạn nhìn thấy không, một dòng nước đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm sạch chú hổ này nhé. Để xem đây là chú hổ như thế nào nha các bạn. Các bạn nhìn nè. Đây là suối của chúng ta. Ui, các bạn nhìn nè. Đó, một chú hổ vàng đẹp lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn nè. Ui, để xem chú hổ vàng nhé. Wow, các bạn nhìn nè. Một chú hổ vàng đẹp không các bạn. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đặt chú hổ vàng này vào giỏ của chúng ta luôn. Chiu, wow, ghê không các bạn. Rồi, chúng ta sẽ làm sạch chú hươu cao cổ này nha các bạn. Đây là chú hươu cao cổ này, ghê lắm các bạn ơi. Chú hươu đang trốn. Wow, đây các bạn nhìn nè. Đó, chú hươu cao cổ rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn nè. Wow, chú hươu cao cổ đẹp không các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chú hươu cao cổ này vào giỏ của chúng ta luôn. Chiu, ghê không các bạn. Rồi, chúng ta sẽ làm sạch chú khủng long này nha các bạn. Đây là chú khủng long của chúng ta. Đấy, để xem chú khủng long này có đẹp không nha các bạn.
Đây, dòng nước này đang làm sạch cái chú khủng long đó các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nè. Ui, một chú khủng long rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ ném cái chú khủng long này vào giò của chúng ta. Chiu, ghê không các bạn? Wow. Bây giờ chúng ta sẽ làm sạch chú khủng long này nha các bạn. Đây, đây là chú khủng long của chúng ta. Các bạn nhìn nè. Wow, một chú khủng long màu đỏ đẹp quá các bạn. Đây, một chú khủng long đẹp quá các bạn ơi. Đây. Chiu, ghê không các bạn? Rồi còn hai con vật này, một chú bò và một chú khủng long. Chúng ta sẽ rửa sạch chú khủng long này trước nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn nè. Ui, chú khủng long màu xanh này các bạn ơi. Chú khủng long màu xanh đẹp quá các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nè, một chú khủng long màu xanh đẹp quá các bạn ơi. Chúng ta sẽ ném chú khủng long màu xanh này vào giỏ của chúng ta luôn. Ai ơi, một chú khủng long. Đây, còn đây là chú bò này các bạn. Đó, không biết chú bò này có đẹp không nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè, một chú bò rất là đẹp luôn các bạn này. Wow, ta sẽ ném chú bò vào giò của chúng ta luôn. Chiu, wow, đẹp quá các bạn ơi. Ui, thành quả của chúng ta đó các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn nè. Ui, rất là nhiều con vật luôn. Wow, hôm nay chúng ta đi săn rất là nhiều con vật luôn. Rồi, video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.